và các bạn đang được ngắm nhìn phần nội thất siêu khủng của cặp loa nổi tiếng của hãng sạc pin Vega đến từ Mỹ với cặp loa sạc pin Vega V-253. Đây là model có cấu hình giá trị và khủng nhất hãng ở phân khúc 2 bát sub 40, được trang bị 2 bát 40 chung kèn và check kèn, họng gang nối tầng trên cặp sạc pin Vega V-253. Sở hữu với cấu hình của cặp loa này có trọng lượng lên tới 1 tạ 2 và được thiết kế với chiều cao lên tới cả chân lên tới 1m4, ngang 59,5 và sâu 48,5, trọng lượng vào khoảng tầm 1 tạ 2. Với công suất cho cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng đây là một trong những cặp loa nó có cấu hình cực khủng, sở hữu công suất từ 1.300W và tối đa của nó là 2.600W trên sạc pin Vega V-253. Độ nhạy cao 105-135dB, trở kháng 4 ohm, mang lại cho giải trầm xuống rất sâu. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại cặp loa còn đang mới tinh như khui thùng số 1 tại Việt Nam. Nếu cặp loa này tôi không gọi là số 1 thì chắc chắn rằng sẽ không ai là số 1. Bởi vì như tôi đã bán cũng khá là nhiều, và một số những cặp loa anh em khác bán thì tôi đã từng thấy ở thị trường trong nước để gọi chung là loa bãi, thì có lẽ rằng xin mời quý vị cùng ngắm nhìn để thay cho câu trả lời và chúng ta sẽ có câu bình luận. Điều đầu tiên thì quý vị thấy được rằng cấu hình cặp loa cao cả chân lên tới 1m4. Nó có cấu hình cực khủng về phần kích thước. Ngang 59,5. Đó, nó sâu 48,5. Công suất là 2.600 cho cả đôi. Tất cả còn mới tinh chứ ạ. Tại sao quý vị lại đang nhìn thấy hai cái ống hơi như là hai cái miệng cống ở phía dưới đáy không ạ? Ở đây nó được thiết kế hai cái ống thoát hơi, bởi vì trên model này thì nó được trang bị thùng ma trận. Tại sao lại thùng ma trận thì chúng ta cùng nghiên cứu phần thùng loa này. Với kích thước thì tôi đã vừa nêu rồi, hai cái ống hơi đánh úp gầm này thì nó to, đường kính nó vào khoảng 120 cho mỗi một ống. Nhìn cái ống hơi này chắc quý vị đã thấy cái độ khủng và uy lực của nó rồi. GVN725 thì nhìn thấy cấu hình trang bị như thế này thì khiếp vãi nhái luôn ạ. Hai ống hơi dưới đáy này, kinh không ạ? Đánh úp đất, hay gọi là đánh úp đất thì chính xác hơn. Với thiết kế 4 loa trên một thùng, gồm 2 bát siêu trầm 40, một quả kèn khủng luôn ạ. Quả kèn này họng của nó thì nó vào khoảng 1 chiều 40, khoảng 1 chiều 30. Chung kèn và check kèn trên cùng. Tất cả loa còn đang mới tinh. Đó, tôi vừa mới mở bằng này con ốc luôn ạ. Sáng quắc luôn. Mới không thì tôi cũng lưu ý rằng anh em đừng nghe ông nào nói rằng mới, mà cứ nhìn thực tế đi. Từng con ốc tinh luôn. Sạc pin Vega model này, đây là củ bát, nó chạy củ GVDUB26 8 ohm California. Nhìn bát phê chưa? 4 quả bát giá trị không ạ? Giá trị muôn thuở. Đây, cứ sưu tầm loa bãi mà mua mới như này cứ vầy mà chơi anh em ạ. Chẳng phải công nghệ không biết thì tàu khựa làm gì. Loa này trăm năm vẫn có giá chẳng hỏng được đâu. Thùng của nó thì vẫn là thùng, tôi nhìn thấy các cái xương này thì vẫn là thùng gỗ bạch dương đây rồi. 2 bát 40, gân vải, lụa, tẩm dầu, xương đúc này, từ to khủng bố luôn. Đây là những đời lớn gấu nhất hãng. Quý vị nhìn thùng của nó này. Mặc dù cái thùng nó sâu như vậy thì đây nó là, đây là bảng phân tần của trầm, anh em lưu ý nhé. Nó hai bảng phân tần luôn. Trong của nó là có lỉ, lỉ nó có kim tuyến lấp lánh. Nó ngăn cái thùng nó làm đôi và nó chia ra rất là nhiều ngóc ngách. Đó, hai cái ống hơi đường kính phi 120 thở đánh úp gầm này. Và phía sau lưng thì nó lại ngăn khoang đánh theo cơ chế của ma trận. Đánh giá đây, chúng ta thấy nó ngăn ngay từ giữa này không ạ? Còn lên tầm lưng chừng thùng này thì nó lại dừng lại, và nó lại ở bên trên thì nó lại sâu hẳn ở bên trong, và nó lại ăn hầm nó phía sau lưng. Đấy. Anh em nhìn quả bát này. Đặt lại quả bát nhìn, anh em nhìn mới tinh luôn. Bãi như thế này. Ông nào cũng mua bãi mà cứ mới này thì lấy đâu ra. Đấy, một quả bát này. Hai quả bát 40 xương đúc, tất cả từ nó sáng quắc mới tinh luôn. Đây, kèn của chung kèn này, anh em nhìn củ phê không ạ? Đây củ này là nó có mã là 1.108 ohm. Quá đã, nhìn cái củ kèn này phê nòi luôn. Họng của nó là họng gang này quý vị này, họng gang nối tầng ạ. Bên trong một nửa trong là gang và nó được gắn một lớp keo rất là kinh khủng. Và bên ngoài thì cái lớp này nó là một lớp composite, nó giống như kiểu nhựa sừng gì đó, nó chống đánh chói. Bát mới tinh luôn. Phần tần bên trong nữa này.
Đấy, hai bản hoàn toàn luôn. Anh em nhìn thấy cái thùng không ạ? Đấy, nó tới giữa này thì nó lại ăn hùm lên trên này, là rộng hết này, và nó lại ăn ngược ra sau này. Còn hai khoang nữa. Rất là phức tạp. Đó, nói tóm lại rằng là cái đường trầm nó đi rất phức tạp và nó mang lại cái tiếng trầm xuống sâu và mềm, không bị khó chịu, không bị tức ngực như là các cái dòng loa thông thường. Đây là quả càn. Quả càn họng của nó khoảng 40, cao 30. Sâu thẳm luôn, sâu hút luôn, gang. Đây em nhìn phíp kinh không ạ? Nhìn phê lòi luôn. Càn. Đó. Chắc bên trên tôi không tháo nữa, chỉ có chắc xì nằm bên trên. Quá đã, anh em nhìn gỗ của nó vàng au luôn. Đó. Đây, những cặp loa như thế này giá trị, mua được nó sướng lắm anh em ạ. Thơm phức luôn. Cứ bãi như thế này thì chẳng có thằng nào mà không đi buôn đồ bãi cả. Cứ mua còn đang mới tinh này mà dùng phê. Rất đẹp đấy anh em ạ, cái model này của nó cực đẹp luôn. Đó, tôi mới đặt này thôi, bắt vào dựng lên rồi lắp đủ của nó từ bộ ấy căng. Căng của nó cũng đẳng cấp này. Anh em nhìn căng này. Đây bộ căng này. Đó, căng logo xe Win Vega, đẹp chưa? Căng thép hoa dâu, quá đẹp. Cặp này nó giã ra thì như vũ trường luôn. Khủng khiếp luôn. 2 bát 40 hạng nặng. Gấu như trời, gấu rất hãng mà thùng ma trận. Thì anh em thấy nó nhân hóa cái tiếng trầm của nó là khủng khiếp. Hệ thống trung âm là check gõ rồi phê đến từng nốt nhạc. Như vậy chúng ta sơ bộ đã thấy rõ là cặp loa còn mới tinh như khui thùng. Đừng ông nào hỏi rằng đẹp không, mới không, zin không, vân vân, thập cẩm. Đó, đây, tay cầm bên hông này sẽ Win Vega đỏ chót này. Tôi chưa lau bụi đâu ạ, bởi vì cặp loa về nó còn mới tinh, tinh nó còn thơm phức này. Mở ốc ra phát là quay cho anh em xem luôn. Đây là thực tế luôn ạ, chứ không phải là như nhiều anh em thợ dọn dẹp tốt tác, thậm chí là sơn si đại rồi. Rồi bắt đầu đóng cái ni lông và cuốn, bóc cái ni lông và ôi vừa khui, không phải đâu ạ. Đây, đây vừa khui của ta đây. Đấy chưa? Tiền thì cũng xin thưa với quý vị rằng cặp loa còn đang mới tinh như thế này thì nó cũng chỉ nhích hơn cặp Bose 6 này 1 một tí thôi. Nhưng mà tiếng cặp loa này thì chắc phải bằng 4 cặp Bose 6 này 1. Không phải đùa. Và nghe nhạc nó phê lắm quý vị, nghe cái gì nó cũng hay. Bolero hay trữ tình hay là sàn hay remix nó phê nòi luôn. Chẳng có cái gì mà chẳng không hay với đó được. Karaoke thì anh em đừng hỏi, bởi nó là những cái model chuyên nghiệp luôn rồi. Quá đỉnh rồi. Như vậy chúng ta đã thấy rõ là cấu hình này. Trong giây lát thì tôi sẽ gá tạm và để cho anh em cùng chiêm ngưỡng và ngắm nhìn tổng thể của loa. Chúng ta sẽ thấy được cặp loa siêu tầm trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn là một trong những tiêu điểm tìm kiếm, hay còn gọi vui vui là mò mẫm tìm kiếm ở khắp các nơi trên thế giới để tìm những cái đồ đẹp cho anh em siêu tầm và nghe nhạc, vừa karaoke hay trưng bày phòng khách vân vân các kiểu. Xin chân thành cảm ơn. Đó, anh em nghe new review đi ạ, tôi lắp gá tạm.
trong giây lát thì tôi đã lắp lại cái loa rồi, tôi mới gá tạm thôi ạ. Đẹp không ạ? Mới không ạ? Cặp loa nặng 1 tạ 2. Đẹp. Lung linh tới từng cm. Một cái vũ trường di động hùng này. Hai em nhìn phê không ạ? Kèn này, xếp kèn này, trung kèn này, iPad 40 này, mới tinh luôn. Bãi đấy. Tay cầm bên hông này, đây, chưa phủi bụi này, tôi nói không sai đâu ạ, này. Chưa phủi bụi đâu. Mới rồi phủi làm gì? Để cho có tí bụi. Gọi là câu bãi cho đỡ xấu hổ đúng không anh em? Đây, sau lưng cũng chưa phủi luôn này. Đấy. Anh em nó đóng thì bóc ra thì. Đây. Cái thùng anh em thấy rằng hai cái ống hơi như là hai cái miệng cống đánh úp gầm rồi. Đây là cái cửa thùng ma trận phía sau lưng này. Đó, nó có ăn huồm lên trên này. Sâu vào trong này, vào đây là kịch này. Và huồm lên trên này, rất sâu này. Đó. Hai cửa luôn. Đây. Sạc pin Vega V-253 đến từ USA, Made in USA to đỉnh đây rồi. Không sợ cóc nhái rồi. Ếch nhái thì không sợ rồi. Hai rắc new trích này. Hai công tắc này, bật các chế độ chơi này. Anh em chơi gì thì nghịch ở đây. Đó, tóm lại đó bạn. Đó, bụi này, đấy, chưa phủi này. Đó, để cho tí có tí bụi để gọi là nó bãi cho đỡ xấu hổ anh em ạ. Bởi vì nó mới quá. Không có điều gì để miêu tả. Đó. Đã vậy này còn đẹp. Đã mới lại còn đẹp thì chịu sao nổi anh em. Tiền thì lại không đẹp tí nào. Anh em chơi bốt thì đắt nhất người. Bốn mấy củ, nếu anh em bán 50 củ cả bốt 6-1. Đứng cạnh cặp loa này thì cháu chắt chưa nổi. Tiếng mở lên thì xấu hổ chạy mất dép. Đây, căng này. Căng của nó cũng này cũng đẹp nữa. Căng của nó là chúng ta nhìn kỹ nhé. Tôi gá tạm vào. Tôi đang cầm một cái tay một cái điện thoại. Hơi khó một chút. Đó, logo này, logo của nó này. Nhìn quả logo này đẹp không ạ? Quá đẹp. Mua được cặp loa này bên ngoài sướng luôn quý vị. Chưa cần phải nghe đâu, nhìn thấy đó thì là khỏi lắm ấy. Càng vẫn nhìn thấy bát luôn. Quá đẹp. Đấy, cũng là xin thưa với anh em rằng cũng là loa bãi, nhưng loa của người ta mới tinh thế này, sáng quắc thế này. Đó, từ phần thùng thơm phức thế này. Nhưng mà cũng có những cặp loa bãi thì nhìn nó như là cái đồ vứt đi. Thì anh em chọn gì? Đương nhiên rằng tiêu chí của những anh em mà ham ngon bổ rẻ quá thì giống như kiểu là thậm chí là chơi Trung Quốc, còn không ra hồn Trung Quốc thì không nên tìm kiếm những cái loa đẹp xinh xắn này. Đó, còn những anh em mà bỏ ra đồng tiền gọi là xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo thì nên chơi và nên dùng. Xin chân thành cảm ơn. Đó, tôi quay đoạn này hơi dài một chút, tôi dừng clip tại đây. Rất đẹp.